À, sư ơi năm nay con 19 tuổi con gặp tai nạn về chân việc ngồi thiền rất khó với con sư sư con ngồi thiền không được có ảnh hưởng đến việc tu tập nhiều không từ chân con như vậy ngồi thiền không được có lỗi gì không à, sư đã nói rồi đừng có bắt buộc mình ý là chỉ có ngồi mình mới chịu thiền ừ ngoài cái chuyện ngồi mình còn có thể đứng còn có thể đi còn có thể nằm thiền vẫn được rồi khi ngồi thì không phải cứ mà phải bắt chéo chân ngồi viết già thì mới gọi là thiền quý vị ngồi một cách bình thường thả lỏng thả thõng hai chân xuống vẫn được cái này là sư đang nói với cái người đặt câu hỏi nha sư, không có nói với những người khác nha mất công mà những vị khác mà chân không có tật thì cũng bày đặt rồi ngồi rồi duỗi chân rồi ngồi ghế thõng chân rồi nói ông sư hành tuệ ông chỉ cái đó là nói tầm bậy nha sư, nói trong trường hợp chân của vị bị tật ấy à, sư nghĩ là quý vị vẫn ngồi được ha ngồi cái ghế ha? ngồi đất không được thì ngồi ghế ngồi ghế cứ để cái chân mình cứ thả lỏng chân mình xuống hoặc là kiếm cái gì đó mình gác cái chân lên à, hoặc là làm như thế nào đó để mà quý vị có một cái tư thế ngồi nó thoải mái vẫn hành thiền được Tôi rất lấy làm lạ là nhiều nơi cứ bắt người ta là phải ngồi thì mới cho thiền và chỉ tính khi nào ngồi ngồi thì mới tính là thiền thôi còn các tư, tư thế còn lại không tính là thiền và không có khuyến khích mọi người hành giữ gìn chánh niệm trong tất cả các oai nghi mà chỉ tính cái chuyện là ngồi thôi à, ngồi là phải ngồi kiết già đấy ngồi kiết già cho nó đủ uh, hai tiếng một tiếng gì đó mới gọi là thiền và như vậy thì cũng gọi là thiền viện Ờ, trong khi đó sư hỏi của quý vị đó một người khả năng ngồi của họ họ ngồi được bao lâu? Ngồi kiết già đó ngồi được bao lâu? Người mới ngày mà ngồi chừng 4 tiếng là họ bung. Họ bung họ chạy, họ bỏ chùa. Ngồi mà lâu lâu tí xíu thì ngồi được 6 tiếng, ngồi được 8 tiếng, nói chung là chia ra đó buổi 2 tiếng đó. Hết cỡ rồi rồi những cái thời gian còn lại làm gì ừ. thiền mà chỉ có nhiêu đó thì con cốc á, nó ngồi cả đời nó cũng không có chứng thánh đâu. Ừ. quý vị mà đến những cái thiền viện mà nó đúng nghĩa đó các vị đó giữ gìn chánh niệm từ sáng sớm thức dậy cho đến buổi tối đi ngủ đương nhiên vẫn có những thời hành thiền chung có những thời ngồi thiền có những thời đi thiền nhưng mà nó không mang tính chất ép buộc mọi người đều tự giác khi mà mới khi mà mới đến cái người mới đến dễ biết lắm người mới đến gặp ông sư là cũng chào đấy rồi ngó đông ngó tây mà đến mà ở lâu rồi hành thiền lâu rồi đó cứ một đường mà đi thôi liên tục giữ gìn chánh niệm từ khi mới mở mắt tới khi nhắm mắt cho đến cái chuyện ăn uống nhai nếm cho đến cái chuyện tiêu tiểu tắm rửa cho đến cái chuyện giặt vũ tất cả mọi thứ đều giữ gìn trong chánh niệm hết quý vị chừng nào sống trong cái môi trường như vậy đó quý vị sẽ không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao Bây giờ ngồi không được có hành thiền hay, hay, được hay không rồi có lỗi lầm gì hay không ừ. tại vì uh, chúng ta còn dướng quá nhiều những cái định kiến bỏ cái đó đi ha hành thiền nếu mà nói, nói cho đúng nghĩa đó giữ gìn chánh niệm mọi lúc mọi nơi trong mọi hành động ừ. còn sống được là còn hành thiền được quý vị làm bất kỳ chuyện gì làm trong chánh niệm đều được trừ khi làm những ác pháp thôi đương nhiên khi quý vị đã chánh niệm rồi quý vị không có làm ác pháp được đâu còn khi mà quý vị làm ác pháp được á tức là khi đó quý vị thất niệm